Đấy, hơi để lên. Ồ, đúng rồi hả? Ừ, hay quá. Khỏi đào tài lên. Ồ, lại nghiên cứu quá. Thế làm gì? Cắt đi. Cắt đi. À, không biết à. Wow, cắt vậy đó. lấy cái búa đóng bụp bụp rồi đóng nhóc. Ủa, dính đó dầu rồi từng ngày quá vậy.